Ôi. Nó lên chậm vậy anh? Lên chậm vậy? Ôi. Trời. Ghê vậy. Vô hả? Biết chạy không anh ơi? Biết chạy không? Gầu xuống. Xong. Ghê quá. Ông già chạy ghê quá. Chỉ có con gái nó mới lo cho ba nó thôi. Chưa, bà lấy chồng à? Hả? Thằng Úc lấy chồng à? Ba vậy. Nó lo quay đi anh quay đi. Ừ. Chắc thiệt anh bên đó sáng chưa. Sáng nay không có cho sáng nay nhà hàng không có cho đãi cho. Đãi ở đâu? Anh biết chạy không anh ơi? Ra lại. Lấy lại cái nữa, đó đúng rồi. Cái gào. Không được rồi. Hạ sát xuống nữa tối đi dấp dò. Không hạ sát xuống tối đi khỏi dấp dò. Rồi. Okay, you're welcome.
Sao ông để ngoài mà anh chạy vô đây chi cực vậy? À, chiếc này bán bao nhiêu anh? 90 triệu. Cả gầu xúc rồi luôn. Cả gầu xúc luôn. À, 90. Con này mấy ngàn ta? 30 nữa. Ba ngàn. À, rồi. Rồi, vậy thì bạn nào mua thì cứ alo cho anh Đô nha các bạn nha.